cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với video clip cuối tuần của gia đình chị. Mỗi tuần thì chị Nhung đều có một hoạt động vui chơi cho các bé. Tuần trước thì chị Nhung đã làm món ăn cho các bé rồi, đó là tàu hũ chân trâu đường đen. Còn tuần này thì chị Nhung nghĩ là sẽ cho các bé xem phim thỏa thích. Không biết là bé Destyn với Suri có thích không ta? Dạ thích chứ mẹ. Ok, vậy hôm nay ba mẹ con mình xem phim chung nha. Con chịu không? Yeah. Hai con ở đây xem tivi đi, con muốn xem phim gì con xem, mẹ xuống mẹ làm bếp một chút, mẹ lên mẹ xem với hai đứa nha. Dạ. Nha Suri nha. Rồi em nhớ là canh chị hai nha, coi phim không hiểu gì thì nói chị hai biết nghe chưa. Em sẽ mở cái video cho hai coi phim hoạt hình Nuvi đó hai. Kích hoạt Nuvi Power, khám phá thế giới Nuvi, sưu tầm thẻ bài để khám phá thế giới Nuvi. Chương 1: Nuvi Power và cổng lượng tử. Thành phố trí tuệ nhân tạo, niên đại 2500. Tháp Nuvi Power. Chào mừng đến với thành phố trí tuệ nhân tạo 2500, nơi con người được bảo vệ và chăm sóc chu đáo bởi hàng nghìn robot thông minh. Đi bóng bẫy. Robot thông minh được vận hành bởi công nghệ Nuvi Power, công nghệ trí tuệ nhân tạo kết nối đa chiều. Công nghệ này giúp các robot học hỏi nhanh hơn để bầu bạn và giúp đỡ con người tốt hơn. Ta là đội trưởng đội vệ binh đây. Ta bảo vệ công nghệ Nuvi Power trước các thế lực dòng ngó nguy. Đó là kêu đi tuần tra chứ đâu phải đi chọc ghẹo đâu hả Bi? Anh Nu, đội trưởng đội vệ binh. Tụi em hâm mộ anh lắm. Ước mơ của em là cùng đội vệ binh và anh Nu chiến đấu. Tụi em có đồng phục giống anh nè. Nu, đội trưởng đội vệ binh. Quyết, các em cùng anh bảo vệ thành phố nha. Được ạ. Đây là bạn Nu. Nuvi Power, họ kẹt sâu đấy. Tàu bay của Trùm Bot. Đây là băng nhóm của tên Trùm Bot. Đến đúng lúc lắm. Đi, biến hình thành bóng ca siêu nhọn nha. Dạ, ok. Giày siêu tốc, kích hoạt. Giày siêu tốc, tính năng chạy nhanh, bật cao, sút bóng siêu mạnh. Buông, sút, sấm sét. Cú này mạnh gấp 10 lần bình thường, chắc người tới số rồi. Wow, cô đã không sát cô này mạnh lắm. Ai vậy đó, chúng mình tiêu tùng cái gì ai ghê. Trùm Bot. Có chiếc tàu bay hút năng lượng này, đố kẻ nào địch lại chúng ta. Danh ca Rambo. Sếp là số 1. Vicky điệu đà. Cô này tóc mới của Vicky kìa. Không bị cháy nữa. Súng năng lượng laser sao? Bắn ta đi. Bắn. Trả lại cho các ngươi nè. Trời ơi, mình khinh địch quá. Làm sao đây? Mới có một tuần mà sao địch có thể mạnh lên như thế? Anh phải làm gì đi chứ? Nó không hết năng lượng của Nuvi Power rồi cái kìa. Bình tĩnh coi. Mất bình tĩnh không nghĩ ra gì mà còn hỏng chuyện nữa đó. Làm sao đây? Tàu bay này hút năng lượng, không thể tấn công như trước được. Sáng chế của Trùm Bot làm gì có cái nào hoàn hảo, phải có lỗ hổng nào chứ. Lỗ hổng? À, chịu khó một chút nha Bi. Anh tính xích em vào tàu bay nữa hả? Nó hút năng lượng mà. Nhưng miệng đại bác thì không. Hả? Miệng gì? Nó lắp mất miệng đại bác rồi sếp ơi. Để em bắn văng nó ra. Cậu đừng, không được phí phạm. Khó khăn lắm mới hút được một chút năng lượng Nuvi Power. Vicky, leo ra ngoài, gỡ nó khỏi đại bác. Hay lắm, thuật thôi miên của Vicky vô hại với mình. Bị lừa rồi. Hả? Là Trùm Bot chứ không phải Vicky. quá. Ai lừa ai? Ba cái trò dương đông kích này xếp bot biết tổng. Nu cẩn trọng đây còn đâu. Trùm Bot này mạnh lắm á, hai Nu rất thua. May là có ván phản lực. Ván phản lực, tính năng ván bay trên không, lướt trên nước, sử dụng năng lượng mặt trời, vận tốc cao lên đến 100 km/h. Ôi chà, còn nhanh nhẹn dữ. Sao nhanh bằng đường bắn của ta? Hả? Dừng lại, không được hút nữa. Hay. Thoát rồi, may quá. Anh Nu đang ở trong đó sao? Phải mau tìm đường vào trong mới được. Đem sức mạnh của ta đây. Găng tay nó đỡ đạn được sếp ơi. Găng tay thần kỳ là bảng điều khiển cho mọi vũ khí trên cơ thể, có thể biến hóa khung lường và cản được mọi binh khí. Vậy thì sống vô hạ nó. Quân lệnh còn lâu. Bi hay lắm. Hay quá. Tiến lên nào. Vâng anh Nu. Mỹ chỉ là một quả bóng ơi. Đừng nhìn vào mắt của hắn ta. Thuật thôi miên của người lúc nào cũng có. Bây giờ hai đứa xem phim vui không? Chơi vui với mẹ. Dạ sắp vô cho mẹ ngồi coi. Ý, mẹ biết ba nhân vật này nè. Đây là Trùm Bot nè, Vicky điệu đà nè. Còn đây là danh ca Rambo. Ủa sao mẹ biết hay vậy? Con nhớ mẹ đã có coi phim này rồi. Vậy mới hay. Bây giờ con muốn hỏi mẹ cái gì về phim hoạt hình Nuvi. Con cứ hỏi đi, mẹ sẽ trả lời hết cho con xem. Con đố mày nè, bạn Nu là ai? Dễ ẹt. Nu là đội trưởng đội vệ binh bảo vệ sự bình yên cho thành phố trí tuệ nhân tạo cùng tháp Nuvi Power. Sao mẹ biết hay vậy? Trời ơi, vậy mấy mẹ làm mẹ căng. Vũ như nào giúp Nu tạo ra cú đá sóng sét? Mẹ nói đi. Trời đất ơi, ghê quá. Trời ơi, mẹ nghe mà chán ván luôn. Khó quá, kể cho nghe. Đó là đôi giày. Nó còn giúp Nu chạy nhanh nè, còn bật cao lên nữa, đúng không? Dạ chính xác. Yeah. Hả? Nhanh lên! À, trời đất, hỏng rồi! Đừng hòng thoát! Tỷ robot đắt tiền lắm biết không hả? Để em trả thù cho sếp! Ai mượn? Nguyên lại đã bố! Ông muốn chết cả lũ hả? Đừng lo! Em thiện xạ lắm! 3 Chạy mau! Phản lực! Power. Yeah, Nu cái bi bóng bậy giỏi quá. Đánh bại được phe Trùm Bot luôn kìa. Thứ 13. Yeah, tụi mình giỏi quá. Anh Nu ơi, hình như năng lượng của tòa nhà đã đổi màu. Hả? Chết rồi, đó là cổng lượng tử. Nghe chưa? Là lỗ đen khổng lồ được tạo ra khi những nguồn năng lượng lớn va mạnh vào nhau. Con đố mẹ câu cuối cùng, cổng lượng tử là cái gì? Là lỗ đen khổng lồ được tạo ra từ các nguồn năng lượng lớn va vào nhau. Mẹ còn biết luôn chuyện gì sẽ xảy ra với Nubi và phe Trùm Bot nữa đó. Con muốn nghe không? Dạ muốn. Cổng lượng tử đưa tất cả đến với vùng đất linh thú, nơi mà Vi, lãnh chúa dòng sông sữa đang cai quản. Ở đó sẽ có sự xuất hiện của bò bò và 12 linh thú bí ẩn. Đây, đây là 12 linh thú bí ẩn mẹ đã sưu tập rồi nè. Con thích không? Con với chị hai chơi đi. Dạ, ở trong đây có một con rồng nữa. Đúng rồi, nhiều lắm, 12 con luôn con. Đây hút Trùm Bot được. Trời đất ơi. Chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy chờ đón chương tiếp theo nhé. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra mình hãy coi tiếp tập 2 thôi. Hết rồi. Và hai đứa có muốn biết thêm về thế giới Nuvi không? Dạ muốn mẹ. Đây, đây là bộ truyện tranh của Nuvi. Mẹ tặng hai đứa. Có gì đọc xong nhớ kể chị hai nghe nha. Dạ mẹ yêu. Và các em ơi, các em hãy khám phá thế giới Nuvi và đón xem tiếp tập 2. Xem chuyện gì sẽ xảy đến với đội trưởng Nu và phe Trùm Bot. Và hôm nay hai đứa xem phim có vui không? Dạ vui. Hy vọng là các em cũng sẽ thích bộ phim hoạt hình Nuvi giống gia đình của chị. Còn bây giờ thì mấy em hẹn gặp lại. Chị Nhung love you. Wow.